đình. Nguyễn Ngọc Thìn đang khám chữa bệnh cho Lê Văn Lanh. Bác sĩ gia đình. Lê Văn Lanh cũng quá đẹp. Nguyễn Hồng Minh đang chữa cho mà là Luyến. Thông nó tắc bây giờ thông. 65. Ô Lanh thấp thế. Lanh thấp hơn em à? Tim 83. Tim 83. Nhưng mà cái kia của anh thấp nhỉ? Anh không đúng đâu. Nhưng anh có vẻ anh thấp hơn em à? Cháu có toàn 120 đến 80. Không, nhưng mà anh hồi hộp, anh ngồi cạnh chú, anh hồi hộp nó giảm có sao đâu. Có thể thế. Anh giảm có tí tẹo ăn thôi. Hay là từ từ trước em với gì Minh ấy rồi. Ở Luyến tay biến là tay tê. À, 4 triệu xong. Ừ. 4 triệu xong đo là cũng giảm đi không không chính xác. Vâng, nó đỡ không chính xác được. Không chính xác. Với rượu bia xong là không chính xác. Đây là hoa hậu của đất Thái Nguyên, Vũ Thị Luyến. Năm nay 38 tuổi. Già tuổi. Thái hoa sớm. Thái hoa sớm, 38 tuổi mà trông nhầu, nhầu quá. Giống mà anh Lanh. Hoa hậu này nõn lên mẹ anh Lanh nhiều. Hoa hậu này nõn lên nhiều. 94 tuổi thì vẫn bình thường, cháu từ đi đến tử chơi. Vừa đi tháng trước đi chú. Bà Mạc 94 vẫn leo thân thoát ấy. Hôm qua gửi ra bao nhiêu rau để cho con rể, với à con trai, con dâu ăn. Suốt ngày rau sạch mướp với rau. Hoa hậu kêu đau này thì chán quá. Hôm này chỉ cách để cho thịt ăn cho mấy hôm là đỡ.